Ủa Vi, nghe nói em mới đi du lịch Somali về phải không? Dạ, em đi vòng quanh Somali luôn á anh. Đi du lịch về mà sao cái mặt buồn thiêu vậy? Dạ, thì em đi du lịch Somali mà em đi lạc qua tận Campuchia rồi đó. Em lạc cái gì mà gần dữ vậy? Em đúng là thánh lạc luôn á. Dạ, đúng rồi đó anh, mà tốn tiền quá à. Kiểu này chắc em phải đi buôn iPhone xách tay về kiếm tiền trả nợ quá à. Ê, buôn hàng xách tay được á, anh thấy mấy người mà bán hàng xách tay lời lắm em. Mà sao em bị lạc vậy? Dạ thì em đi tour qua Somali, xong rồi cái anh hướng dẫn viên á, ảnh bị lạc trong mất tiêu, cái em kiếm hoài không ra luôn, tại ông nào cũng đen thui giống nhau à, vậy là em lang bạc luôn á. Tội nghiệp quá à. Mà sao không mới nhắn cho anh? Nhắn cho anh là tìm được đường luôn. Ơi, em mà nhắn được cho anh á, thì em đã có thời gian kiếm ra cái ông hướng dẫn viên đen thui đó rồi. Ủa mà bọn anh có cách gì hả? Có. Thôi, hôm nay anh sẽ chỉ cho em một cái phần mềm có tên là Google Dịch. Từ nay em đi du lịch bất kỳ nước nào cũng không bao giờ sợ bị lạc. Ủa, hay vậy hả? Đầu tiên thì em phải vào cửa hàng của iOS hoặc là Android, sau đó em sẽ gõ vào chữ Google dịch nha. Google dịch đây. Và sau đó em sẽ download cái phần mềm này, tại vì máy của anh đã download rồi cho nên anh sẽ nhấn nút mở luôn nha. Anh sẽ mở cái phần mềm Google dịch. Bây giờ anh sẽ chuyển sang tiếng Anh. Đây là tiếng Trung, nó sẽ nhích vào và anh nhấn vào tiếng Anh. Và bây giờ anh sẽ demo cho em cái chức năng dịch bằng giọng nói nha. Anh sẽ chạm vào cái biểu tượng micro này. Hello, how are đó, vì thấy không? Thế là Google dịch đã dịch từ Hello, how you thành tiếng Việt xin chào, bạn khỏe không? Rất là hay. Còn bây giờ em thử một cái thứ tiếng của em đi Vi. Tiếng Trung nha, tiếng Trung được không? Được, được, được. Ghê vậy, biết tiếng Trung luôn hả? Rồi, rồi bây giờ anh sẽ nhích vào, click vào. Bây giờ em sẽ chạm vào cái nút micro. Rồi nó đi. 你好，我想问一下。Xin chào, tôi muốn hỏi. Yeah. Bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn em cách dịch bằng tấm hình chụp. Đầu tiên sẽ chạm vào cái biểu tượng máy chụp hình nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa một cái văn bản vào. Và sau đó chúng ta sẽ chụp cái văn bản đó lại. Yeah. Và máy đang quét tất cả các ký tự có trên văn bản này. Rồi bây giờ em phải để xuống. Sau đó thì anh sẽ đánh dấu khối tất cả các ký tự có trong văn bản này. Đó như em thấy. Nhớ đánh dấu khối tất cả nha thì máy mới hiểu nha. Sau đó anh sẽ nhấn vào nút Next. Đây, tôi muốn hỏi, đúng không? Đúng rồi. Yeah, chính xác. Với cái tính năng này á, thì em có thể chụp những cái banner hoặc những tấm poster hoặc là những cái nhãn hàng có trong siêu thị và sau đó thì phần mềm này sẽ dịch sang cái thứ ngôn ngữ mà em mong muốn, hay không? Trời ơi, hay quá à. Em mà biết trước cái phần mềm này á, thì em đâu cần phải ngủ bờ ngủ bụi bên Somali cực khổ gì đâu anh ho. Cảm ơn anh nha. Có gì đâu em ơi, mời anh trà sữa được rồi. Ok.